Suzuki Ertiga 2020 ra mắt tại Việt Nam, giá từ 499 triệu đồng. Suzuki chính thức giới thiệu mẫu Ertiga 2020 tại thị trường Việt Nam với một số nâng cấp trong nội thất và ngoại thất xe. Được giới thiệu tại Việt Nam hồi tháng 6, 2019, mẫu xe đa dụng 7 chỗ Ertiga 2019 đã gặt hái được những thành công và được sự chào đón nồng nhiệt của người tiêu dùng Việt. Chỉ sau một tháng ra mắt, Ertiga 2019 đã nhận được hơn 3.000 đơn đặt hàng. Với mong muốn đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, tại sự kiện triển lãm ô tô Việt Nam VMS 2019, Suzuki đã tiến hành khảo sát và phỏng vấn khách hàng về chức năng mà người dùng mong muốn trên mẫu xe Ertiga mới. Suzuki đã lắng nghe những nhu cầu của khách hàng, qua đó xác định và bổ sung những trang bị và chức năng vừa đáp ứng thị hiếu nhưng vẫn hiệu quả đối với điều kiện sử dụng tại Việt Nam. Đây cũng là phương châm hoạt động của Suzuki nhằm cung cấp những sản phẩm giá trị đến khách hàng Việt. Tiếp nối thành công của mẫu Ertiga 2019, Suzuki chính thức giới thiệu phiên bản Ertiga 2020 với một số nâng cấp về trang bị nội thất và ngoại thất. Cụ thể, phiên bản Ertiga 2020 GLX sẽ được trang bị bộ mâm hợp kim mài bóng 15 inch có thiết kế mới, tôn thêm nét thể thao và cá tính. Khoang nội thất được trang bị thêm bệ tì tay hàng ghế thứ hai, màn hình cảm ứng 10 inch, tích hợp camera lùi và điều hòa tự động. Phiên bản Ertiga 2020 GL được trang bị thêm bệ tì tay, màn hình cảm ứng 6,2 inch, tích hợp camera lùi. Mẫu Ertiga 2020 gồm 5 màu trắng, đen, xám, bạc, đỏ. Giá bán lẻ đã bao gồm VAT của phiên bản Ertiga GLX AT là 555 triệu đồng và Ertiga GL MT số sàn là 499 triệu đồng. Các thông số kỹ thuật khác trên xe không thay đổi. Tại buổi giới thiệu và ra mắt xe, Tổng Giám đốc Việt Nam Suzuki chia sẻ: "Chúng tôi muốn giới thiệu những mẫu xe mới dựa trên nhu cầu của khách hàng Việt Nam, cũng là khách hàng rất quan trọng trên thế giới. Ngoài ra, chúng tôi sẽ bổ sung các thiết bị và chức năng đáp ứng thị hiếu của khách hàng. Hy vọng với những thay đổi đột phá và mức giá bán khá hợp lý, Suzuki Ertiga 2020 sẽ tiếp tục tạo được những điểm nhấn trong thị trường ảm đạm của các dòng xe ô tô tại Việt Nam."